Nhất là bờ nha, đang đánh 22 mà đâu nhảy 4. Chơi đéo nào, cái dốc mình. Ôi trời. Map này trong nhà có một bài vàng đấy. Không. Đi buông thôi. Buông thì lo tự kiểm soát được, đi buông đi, không bao kiểm soát dùm. Wap. Mẹ đánh nó clear không bao giờ gặp cái thằng chinh phạt kiểu này. Chương trình về nó chỉ tới đó thôi. Sao mà đưa đối thủ không cùng đẳng cấp. Không nha. Đây. Bắp đéo gì lạ thế này. Được hai bài vàng này là tươi này. Tươi ác luôn. Còn riêng thằng Limber qua đang vàng chặt chân. Trời ơi, con đi buông mà ăn vàng cái gì? Bạn hô rồi chưa bắn nữa. Ơi, hô nào nữa. Rồi, ok. Em bốn nè, hoàng tí lên xây hai cái nhà quyện ra mà nhảy chặt cũng thích cho lẹ lẹ em bố. Ok đánh tay em Yuki, đá hồ bà hưu Yuki. Đây là bắt được phát chỉ ôm cổ các con vũ. Đi con này ra. Không phải là lính. Thua gì? Đấy. Tí mày ba mày bao nhà. Hả? Nhà. Mất cái thật hả? Ai dân nữa, hai công an viên. Chứ cái trò ở đây lắm. Hãy
Nè nè, mày hướng chạy đi hướng này nè. Nè nè, đi xéo con quân rồi này. Đâu? Thằng con này đó. Đang thực khá. À chết đi. Chọc con đỏ chứ. Đi không thương. Chạy luôn. Ôi giời, người ta đóng này đi. Để chọn nữa. Đấy gì đó, tao bật trời. Dần tao bật trời quỷ xuống. Xây tường gỗ quanh chợ đó, chặn 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 đường tây luôn. Nghe tiếng tinh tinh cũng ngon rồi đấy. Tinh tinh mấy phát liền chứ, ba phát thì sao ấy. Anh đang có gồm một cung kỵ đấy nha. Rồi, nghe chém tôi rồi. Vừa chạy rồi, vừa chạy đây rồi. Ở nhà nha, đang coi nha. Đang buồn. Ở nhà cho kỳ nha. Được kỳ ra cung luôn à. Pháp này ra bao nhiêu giáo rồi này. Cover đặt cái tòa thấp trắng đây cái cho kỳ ơi. Em thẳng lên cho kỳ ơi, đi buông em thôi. Mẹ nó bánh xe đập chạy chầm máy liền. Ra nhà chính ở đâu ấy, thằng Pháp ra nhà chính ở đâu ấy, đá ra nhà chính ở đâu ấy. Chính nhân 3 rồi, ra quân nữa. Con nhá, vất được kinh tế này nhá. Mình 3 số đi mà quay qua đây. Đây, 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 đang bốn. Wow, rồi, mình bỏ lại. Chết con giò kìa. Ui, đúng người điều kỵ hay nhất Việt Nam. Pháp
không có kỵ nữa rồi nhá. Tháp chẳng gì này có kỵ tiếp rồi. Tí nữa bo từ gỗ cho hí nhá. Kìa nó bợ. Chết mẹ con kỳ rồi. Chưa đâu, lục đéo đâu. Phải khó. Vừa lên bạn sớm. Em ơi, chạy vào này. Em giọt á. Hai phút mình hết tiền đó, hầu hết tiền đó, hầu đó. Biết vì tay, biết tay à? Tay nó chung, hú để hù à? Chó là bị đánh. Đồ có ba cũng bị xì gì vậy? Ba bộ ba cái cơ à? Căng nghề. Căng thẳng ấy. Ờ. Đi kia nó luôn rồi. Đây, quân hoàng gia đấy nữa này. Nó mà năm, mà năm rất. Đây trời chết quá. Sắp lên 3. Nó ra 3 là chính thì cắm nhiều quân đi các bạn. Đèn bóng đèn, bóng đèn, bóng đèn. Đó. Đập ra giúp ý ơi, đập ra cho nó phòng rãi cho nhìn thoáng mát. Nhà quân cái đây gọi là không. Ở bên kia nắng rồi đấy, nắng gì tươm rồi đấy. Nhớ nghe lời thằng kia lên bút. Rồi à? Kìa nó cắm soi chợ ở dưới kìa. Trời ơi, xíu đây em ép rồi cái em ra. Tại sao phải ra cung? Ôi dù, đéo kịp. Hi ơi, hi ơi, hi ơi, hi ơi.
Lôi lên rồi, đây có nỏ mà, từ đấy đi nó. Bỏ tên này lại đi, bỏ tên này lại đi. Từ từ, để mang buôn trong nhà. Mấy con chết chứ. Đồ phát nhà gì phân tích tùm lum cho nè. Điêu kìa, giết nỏ nó kìa. Dưới ra đập nhà chính của bên này này. Đúng rồi, nhà chính nó luôn. Mất thời gian đi qua quá. Nhìn nào quá. Làm sao đây? Làm sao được? Đâu được phóng hoa. Dưới phóng hoa. Chạy với Nam đi, chạy với Nam. Mẹ Nam đập chứ. Chạy lên phía Nam đi, bật pháo hoa, lên đạch pháo hoa. À, thằng nói là nói cho rõ chứ. Rồi. Kìa, Mẹ Nam đạch pháo hoa kìa. Dưới. Rồi, sao bắn đắn nổ ấy. Chết rồi. Đây người mày ăn sức quá. Thôi hơi đừng ngại, lên ba phát. Sắp được quân quá. Bạn ngon bốn luôn. Chiếm lại chợ à? Mẹ buôn nữa hết thôi. Em buôn hết tới chợ luôn rồi. Ôi rồi đánh được 3 thôi không nghe. Chiếm 4 thì cầm nó thôi chứ đâu mà lâu quá. Ăn 4 gì? Rồi, con nép được, con nép được. Đã mát em ơi. Nép. Nghe nó chạy lâm chạy nhà. Mấy chú ơi. Đây lên chu kì. Nhà kìa, nhà kìa. Nhà ở nhà. Nhà. Mày nhà đéo có đồ phòng thủ này chứ. Ủa nhà chú vụ luôn. Yeah. Nó móc từ nhà là giết phá ra không.
chết rồi. Thấy cái này. Cái này tôi nghĩ thông qua nó là mình cách kia đẩy lại là. Cái này thua. Ừ. Đẩy luôn không ha. Quẹo đây nè. Xây tròi nhà các thứ đi Hí ơi. Xây kíp ở nhà hay gì đi, đào đào đá xây kíp ở nhà hay gì đi mất. Bảy nhà tôi đây, cho mèo ham ra. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ngoài ra bật cái lỗ rồi nè. Sao phản cho nó đã? Do mình về mình đẩy lại đó nha. Bốn luôn đồ. Đá không bơm đá vô đi. Đó tao không cần không cần không cần. Mẹ mày tao đóng cả biết sai nha. Đó. Để ra cái cung đi bắn nhau thôi. Đây này. Quá xe đi bạn ơi, lui lại nè. Đây này, đây này. Cái thủ thôi, đến nông nhà là không cần phải công lấy đâu. Công mà bảo vệ cái đường giao thương. Nhà nghe nó cũng khó. Thịt bom cho em nha. Lốt kia. Nó cái trò dọc theo cái đường này nha chú kia. Cậu mất cái đường đó là quýt luôn. Lui sau vô trong tròi bạn ơi, đừng đánh ngoài kia. Trong khi có vàng bơm mấy cái vàng á. Bơm chỉ 4 thôi. Ủa này đi, ủa nhà Trung Quốc đi, Trung Quốc nó xây cái trận thành bên này rồi. Nó không có quân cánh mặt này mà. Trung Quốc có kìa không? Đây đây, đang chạy nhau. Ố, ốp, ốp từ sau lưng của thằng nó này, nó đánh đại này, Trung Quốc ơi, cái binh không? Chú Quy có... Mà, có vàng.
đỗ sau lưng thằng thằng Trung Quốc gì? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, móc từ sau lưng nó lên. Rồi 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 rồi. Ờ ok ok, đánh vào nhà nó luôn. Bây giờ không có vàng này. Vàng chỉ dồn nó kịp. Cứ đứng sau vô mấy cái trụ rồi đấy. Thủ được lao ra một con không lao ra thì xà phá vô không ra một con. Con ăn đẹp. Mà nó bo mẹ mặt bên này rồi. Thì ta pháo nữa. Nó rồi. Giữ hai trụ này rồi. Đây, này khóc sợ nha. Rồi, lôi đây, đứng trong này thôi, đứng trong này. Coi cái trụ này bắn. Coi cái trụ nó bắn vô cái đạo súng này. Điều cho nó bắn cái đạo súng. Vô kia, tập trung đây này. Ok, cứ vậy thủ được á, rồi tôi lên kiểu 4. Mẹ nó xây cái tường. Bè cho mày ra, sọ ra là bắn sát luôn. Người ta nó đem mấy kia vô. Chú kia thiếu ai thiếu thật không? Bom này. Thằng đó lên chợ trên. Thôi được rồi. Rồi ok. Bây giờ đây. Anh đi ra tôi đặt ram nè. Để dành sửa chữa cái trụ thôi nha, kệ mấy kia bỏ đi. Ok rồi, đẩy cái được rồi đó. Mình có xe ăn thôi. À, chó cháu mày ăn thôi, đẹp một con sàn phá vô rồi. Kinh thắng rồi đúng không? Đánh tròi lên nha, Sophia. Ở giữa mắt nha. Anh hí nếu mà không đẩy không boost được thì ra clear giữa mắt. Đây, tôi bó mắt này cho đi buông. Ui, mẹ, bây giờ chưa mở. Lần ra qua, lần ra, gom buông lại mà đi. Chú Vy ơi gì mày cho liên hộ binh mình đánh cho tao á. Rồi, tụi quay bên kia thủ đường nó thắng nha, bên kia thủ đường thắng. Đang vào thì cũng không khuấy. Nó làm thằng nó ấy rồi. Chơi cái trụ nha, cái trụ là quan trọng nhất đấy. Không phải là trụ đó đâu. Rồi, tôi tung một cái quân này nào. Ok đấy.
Thằng đoàn vắt. Em ơi, thở không nổi rồi. Thắng rồi mà, em làm cái gì đâu. Đầu hàng rồi thì sao rồi nữa. Thôi rồi, chết hết cái gì. Bắt cái nằm gì thôi. Bên kia thủ vàng không? Nó mở thủ vàng không? Ho hiếu thuật không? Hiểu mọi thứ luôn. Đánh em đồ bóp còn à, ê, cái từ bắt hết đạo quân rồi tôi lên thấy nó bóp thì tôi quay lại tôi bóp cái này thở ác hắc gì nghe mèo bên thở ác hắc gì ngay vô clear hết trơn một lúc gần đủ rồi đưa hút lấy cào lên đi. Ôi giời, đang khoảng lắm á, mất cái chợ. Đang 20 quân nhân. Con mẹ con súng qua, con súng ra nó dữ quá.